Chào mừng các bạn đến với Tom Sam Family. Thì hôm nay cái vườn nho, những cây nho mình trồng trên sân thượng thì nó đã ra trái non như thế này. Đây là nho hạ đen. Thì mình sẽ phải tỉa bớt trái lại. Thì nếu mà để nhiều như vậy thì trái nó sẽ chen chúc nhau, nó không có lớn được. Nó sẽ lâu chín nữa. Mình sẽ tỉa bớt lại cho nó gọn. Đây là nho hạ đen. Thì đợt này cái nho hạ đen của mình được tầm 20 chùm. Trái nó được bằng đầu ngón tay như thế này. Mình sẽ tiến hành tỉa trái và bọc lại để tránh ruồi vàng với lại chim nó ăn. Nho mà chín thì chim nó sẽ ăn sạch luôn nếu mà mình không bọc lại. Thì mình sẽ chọn cái chùm nho hạ đen này để cắt tỉa quả cho mấy bạn xem. Mấy bạn đừng có mà ham để trái nhiều, vì trái nhiều thì trái nó sẽ không lớn được. Tần suất như vậy thì cái khả năng mà nuôi một cái chùm này cho nó lớn đều rất khó. Thì bây giờ mình sẽ chọn một chùm nho hạ đen, trái đang còn xanh này, để cắt tỉa cho các bạn xem. Các bạn nên cắt tỉa chứ đừng có để dày như vậy, thì trái nó sẽ khó mà lớn được ha. Mình cắt tỉa thì mình quan sát cắt làm sao cho nó hợp lý là được. Ở đây là ví dụ như những cái trái mà nhỏ thế này, nó nằm ở giữa như thế này thì mình sẽ cắt bỏ đó. Thì nó sẽ có chỗ cho những cái trái này nó lớn lên. Những cái trái mà nó nằm thụt sâu như này nè, đó là mình sẽ cắt bỏ hết. Thì sau khi mà cắt bỏ hết là mình sẽ tiến hành bọc trái lại luôn. Bởi vì nho mà nó chín á thì chim nó ăn, nó sẽ cắn phá hết. Chưa kể ruồi vàng nó sẽ chích nữa. Khi mà trái còn xanh á thì chưa có mùi thơm thì nó chưa có chích đâu. Khi mà trái chín rồi nó sẽ chích liền. Mấy bạn thấy bây giờ khi mình cắt tỉa xong thì thấy nó thưa thưa vậy thôi. Nhưng mà khi mà nó lớn, trái nó lớn chín thì nó sẽ to và nó chiếm dần hết cái khoảng trống này. Lúc đầu mình mới trồng nho thì mình thấy việc cắt tỉa là rất là tiếc, bởi vì tự nhiên trái đang nhiều và mình cắt nó thưa thì rất là uổng. Nhưng mà khi mà mình không cắt á thì sau này nó lớn á, những cái trái nho này bị chèn ép nhìn thấy tội lắm, không có lớn được các bạn, nó méo mó, trái này chèn trái kia khiến cho tất cả đều không lớn, chùm nho nó sẽ không đẹp. Như bạn cứ tưởng tượng mình đang có một chùm nho 100 trái. Nếu mình không cắt tỉa thì 100 trái đó nó đều không lớn được. Nhưng mà nếu mình cắt tỉa xuống còn một nửa thôi, còn 50 trái, thì 50 trái nó lớn với khối lượng nó bằng với lại 100 trái kia. Nhưng mà mình có trái lớn hơn, mình ăn sẽ ngon hơn là trái nhỏ. Những cái trái mà chỉ xuống như thế này mình cắt luôn nè. Những cái trái mà nó nằm ngang thì mình sẽ không cắt, còn nó mà chỉ xuống này đó, như trái này nè, thì mình sẽ cắt. Đây trái non của nó nè. Nó dính đen đen này là cái vi sinh, nấm vi sinh mình nuôi mình xịt lên cho nó phòng trừ nấm với lại sâu bệnh.
chỗ này mình cắt hơi thưa nè, cái trái mới nãy mình cắt nhầm chỗ này nè, cái nhánh này có một trái mà mình cắt nhầm, nó hơi thưa chỗ này, nên là phải để một trái chỗ này cho nó chiếm được khoảng không chỗ này ha. Nhưng mà sau này mấy trái này lớn thì nó sẽ tràn xuống đây thôi. Nói chung là mình không phải là nông trại trồng nho nên mình chỉ cắt theo những video của người Nhật á, họ cắt họ chia sẻ, với lại mình cắt theo cảm tính nữa, nên không khuyến khích mấy bạn làm theo 100% ha. Mình chỉ cắt làm sao mà canh cho cái chùm nó tinh gọn lại, nó đừng có dày đặc quá, trái nó khó lớn thì thôi. Như vậy là mình thấy chùm này là tạm ổn rồi đó, như vậy là được rồi. Nó lớn lên thì nó sẽ chèn vào những cái chỗ trống này. Bên này vẫn còn hơi dày nè. Mình cắt thêm một trái nữa. Đây, một trái nằm trong này. Chỉ xuống nè. Đây. Đó. Đó, như vậy là cái chùm này là mình đã tỉa xong.